À, vâng, chào mọi người. Hôm nay anh em lại tiếp tục đi giao ghế ở Hải Dương mọi người nhé. Con ghế này sẽ giao về thành phố Hải Dương. Ở trong đây đã có đầy đủ hướng dẫn tiếng Việt và hướng dẫn tiếng Việt là phiếu bảo hành các thứ nhé, mọi người nhé. Đầy đủ các cái hướng dẫn luôn. Con này là cái con đầu tiên, con đầu tiên trong cái lô 2, 4, 6, 7 trong cái lô 7 con. Trong cái lô 7 con mọi người nhá. Như vậy là vẫn còn một con nữa, vẫn còn một con nữa là ưu đãi giá 38 triệu nhá, vẫn còn một con nữa. Nếu mà các bác nào mà có nhu cầu mua mà xem được video này nhanh tay mua, không là sẽ mất đi cơ hội. Đây con đầu tiên trong cái lô 7 con trắng nhá. Đấy, hôm trước là có nói với mọi người là ưu điện đãi hai con đầu tiên. 1 2 3 4 5 6. Đấy, thì con kia con thứ 7. Đấy thì lô có 7 con. 7 con thì con này là con ưu đãi đầu tiên đã lên được. Đấy, chỉ còn một con nữa thôi. Chỉ còn một con nữa thôi nhá. Nếu nào các bác anh chị em mà có nhu cầu mua sử dụng về massage trị liệu thì nhanh tay. Con này là dòng trí tuệ nhân tạo AI, massage dò tìm huyệt đạo bằng cái công nghệ AI nên là nó rất là thông minh, dò tìm huyệt đạo chính xác, rất là chuẩn luôn. Rồi, dạ, vâng, đấy bắt đầu cho đi Hải Dương, cho Hải Dương các bạn. Vâng, và đấy, khách rất là sáng suốt lựa chọn ghế Nhật. Đó, và tuyệt vời luôn. Con này ngồi rất là sướng. Massage vật lý trị liệu sướng thôi rồi luôn. Và đây là khách ở Hải Dương mua biếu bố mẹ. Và con này đa số là khách mua biếu bố mẹ rất là nhiều. Hải Dương, bây giờ đi giao Hải Dương. Con này là con chuyên về massage vai gáy số 1 Nhật Bản bây giờ. Rất là sướng. Cái này là giá nó là 4-5 triệu. Rất sướng. Bây giờ lên đường đi Hải Dương. Vẫn còn 6 mẫu Inada này nữa nhá mọi người nhá. Vẫn còn 6 mẫu thì vẫn còn một cái ưu đãi nữa thì mọi người nhanh tay nhá, nhanh tay. Nếu mà có nhu cầu mua sử dụng hoặc là mua làm quà biếu, quà tặng thì nhanh tay điện cho shop qua số điện thoại là 0964 480666 nhá. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.